Xin chào tất cả các thầy cô lại tiếp tục quay trở lại với series những clip đồng hành hướng dẫn giúp các thầy cô trở thành những thầy cô giáo tự tin và lôi cuốn học sinh vào trong những tiết học của mình. Và trong clip lần này thì thầy Tùng sẽ hướng dẫn các thầy cô một trò chơi phản xạ cực kỳ vui dành cho học sinh của mình. Đó là trò chơi mang tên 4 chữ A. Và các thầy cô đã sẵn sàng chưa nào? Cùng bắt đầu thôi! Trò chơi 4 chữ A là một trò chơi thuộc dạng là phản xạ của học sinh và thường phù hợp với các bạn từ tầm 4 tuổi trở lên. Bởi vì dưới 4 tuổi thì các bạn sẽ hơi khó để chơi và để có thể phản xạ theo trò chơi này. Luật chơi của trò chơi này thì rất đơn giản thôi. Chúng ta có 4 chữ A tương ứng với 4 động tác tay như sau: Alo này, Ala này, Aji này và Amen. Nhiệm vụ của học sinh đó là làm theo chữ A mà thầy cô giáo nói, không được làm theo hành động của thầy cô. Ví dụ thầy nói Alo, Ala, Aji, Amen, mà học sinh làm Amen như này là sai đúng không? Học sinh phải Amen như thế này. Tức là rất đơn giản, một cách mà chúng ta hay dùng khi chơi với người lớn trò chơi này, đó là làm theo những gì quản trò nói, không làm theo những gì quản trò làm. Vậy thì nếu nói luật chơi như vậy thì học sinh có thể rất là khó hiểu đúng không? Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể tổ chức trò chơi này một cách dễ dàng, học sinh dễ hiểu luật chơi? Và thú vị nhất đây thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về từng bước để tổ chức trò chơi. Bắt đầu nhá. Cũng giống như tất cả những trò chơi thì bước đầu tiên chúng ta đừng quên một việc rất quan trọng, đó chính là việc kêu gọi sự tập trung của học sinh để đảm bảo rằng học sinh chú ý và nhìn lên chúng ta với những câu khẩu lệnh như: các bạn ơi, lắng nghe, thầy gọi cả lớp, đúng không ạ? Để đảm bảo rằng học sinh chú ý lên chúng ta để nghe chúng ta nói những gì tiếp theo. Bước thứ hai là chúng ta hỏi nhu cầu và gợi mở về trò chơi. Hôm nay chúng mình có muốn chơi một trò chơi không nhỉ? Hãy để thay đổi không khí, chúng mình có muốn chơi một trò chơi không nào? Hay bây giờ để bắt đầu tiết học ngày hôm nay với thật nhiều năng lượng, chúng mình có muốn chơi một trò chơi cực kỳ vui không? Cách nói của chúng ta phải tạo ra sự hào hứng cho học sinh. Mặc dù học sinh chưa biết là trò chơi gì, nhưng nghe cách nói của chúng ta thôi, qua giọng nói của chúng ta thôi, học sinh đã cảm thấy rằng wow, có gì đó rất là thú vị ở trò chơi rồi, đúng không ạ? Để học sinh trả lời là có ạ. Sau đó chúng ta sẽ dẫn dắt và trò chơi ngày hôm nay sẽ dành cho những bạn nào phản xạ thật là nhanh này, bạn nào là những em bé thông minh nhanh nhẹn. Chúng ta hỏi bạn nào thông minh ạ, bạn nào nhanh nhẹn ạ? Vậy thì trò chơi này cần dùng đến đôi bàn tay tân ghi của các bạn. Cho thầy hỏi tay đâu là tay đâu, để học sinh đầu thanh nói tay đây là tay đây, đúng không? Và sau đó chúng ta sẽ ra ba trò chơi của chúng ta ngày hôm nay dùng đến tay của chúng mình và mang tên đó là trò chơi 4 chữ A. Trò chơi gì các bạn? 4 chữ A, được chưa? Và chúng ta giới thiệu xong trò chơi, đó là bước thứ hai. Và bước thứ ba là hướng dẫn luật chơi. Luật chơi ở đây thì các thầy cô lưu ý cho thầy Tùng, chúng ta làm từng phần một. Phần đầu tiên là hướng dẫn các động tác. Trong trò chơi này thầy sẽ có 4 chữ A tương ứng với 4 động tác như sau. Đầu tiên là alo, tay chúng mình để giống nghe điện thoại nào, và cho học sinh thực hành chữ alo này luôn một vài lần, đúng không? Alo, alo, để đảm bảo rằng các bạn vừa làm nhưng yêu cầu các bạn phải nói alo theo chúng ta. Chúng mình nói to lên nào, alo. Sau đó rồi bắt đầu với chữ A thứ hai là ala, lại tiếp tục cho học sinh nói nào, ala, ala một vài lần. Sau đó bắt đầu aji, đúng không? Và cuối cùng amen cũng như vậy, mỗi một động tác chúng ta cho học sinh nhớ. Sau đó chúng ta hỏi lại, vậy chúng mình nhớ 4 động tác chưa? Chúng mình thử lại nhá, nào, alo, ala, aji, amen, alo, ala, aji, amen, alo. Ví dụ như vậy, và sau một lượt hoặc hai lượt thì chúng ta sẽ làm sai. Bắt đầu lúc này là gì ạ? Học sinh sẽ có phản xạ là làm giống chúng ta. Bắt đầu chúng ta mới dừng lại để chúng ta đưa ra luật này. Ồ, các bạn ơi, alo như thế này ạ? Alo vậy như thế nào? Alo như thế này, đúng không nào? Vậy thì bây giờ thầy làm sai, chúng mình có được làm sai giống thầy không? Không, nếu thầy làm sai chúng mình vẫn cần phải làm theo chữ A mà thầy nói nhá. Và thầy làm sai mà bạn nào vẫn làm đúng thì bạn đó sẽ trở thành người chiến gì? Chiến thắng, đúng không ạ? Thì học sinh sẽ rất là dễ hiểu luật chơi là thầy làm sai, chúng mình không được làm sai giống thầy. Sau đó chúng ta sẽ hỏi các bạn đã sẵn sàng chơi chưa? Và chúng ta cho học sinh nói sẵn sàng. Đó là bước thứ 3, hướng dẫn luật chơi. Sau đó bước thứ 4 là chúng ta bắt đầu tổ chức chơi. Với bước tổ chức chơi này thì chúng ta sẽ lưu ý cho thầy Tùng một điều rằng, để trò chơi vui và xôm là chúng ta phải kích thích học sinh phải nói to alo. Và chúng ta khi chúng ta nói chữ A đây là theo nhịp này, alo, ala, chứ không phải alo, ala, aji, amen, thì học sinh sẽ khó để tạo sự đồng đều. Mà chúng ta alo, ala, aji, amen, alo, thì khi mà chúng làm sai là chúng ta, mạch của chúng ta phải tạo ra một cái sự giật mình cho trẻ alo. Chúng ta nói một cái sự hào hứng hơn, đúng không? Và chúng ta bắt đầu alo như này, là bạn nào làm sai giữ nguyên tay, chúng ta cho xin giữ nguyên tay. Và để kích thích lại trẻ thì hoàn toàn là bạn nào làm đúng chúng ta phải giơ tay một cái, hoặc chúng ta khen, và chúng ta kích thích học sinh, và chúng ta tăng dần tốc độ lên alo, ala, aji, amen.
và làm sao liên tục khuấy động tinh thần học sinh, phải nói to cùng với chúng ta làm đều, thì lúc này các bạn ngồi tại chỗ chơi thôi rất là vui. Và trò chơi này các thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng ở rất nhiều các nơi khác nhau, trên ô tô đi dã ngoại chúng ta cũng chơi được, ở lớp cũng chơi được, ở hội trường cũng chơi được, trong sự kiện lớn đông người vài trăm học sinh chúng ta vẫn có thể tổ chức chơi trò chơi này được. Học sinh không cần phải di chuyển tại chỗ, ngồi tại chỗ thôi nhưng cực kỳ vui. Học sinh vừa được nói, học sinh vừa được vận động tay mà cực kỳ thú vị luôn. Đó là trò chơi, được chưa? Phần tổ chức chơi. Và bây giờ bước thứ 5, bước cuối cùng, đó là hỏi cảm nhận và tổng kết bằng việc các bạn chơi có vui không? Nhận xét các bạn đã chơi rất là giỏi rồi, tuy nhiên một số bạn vẫn hơi chậm một xíu, hy vọng rằng lần sau chúng mình chơi giỏi hơn nhá. Và lần sau bạn nào ngoan chúng mình sẽ tiếp tục chơi trò chơi này. Thử nhớ lớp mình một trò chơi lớn nào. Đó, đó là trò chơi Alo Ala Azi Amen 4 chữ A, đúng không ạ? Rất vui, chúng ta hãy ứng dụng trò chơi của mình. Và ngoài trò chơi này chúng ta sẽ có một số phiên bản khác của dạng trò chơi làm theo những gì quản trò nói, không làm theo những gì quản trò làm nữa. Thầy Tùng sẽ hướng dẫn cho các thầy cô trong những clip tiếp theo. Đừng quên theo dõi kênh Thầy Tùng Kỹ Năng để chúng ta cập nhật thật nhiều những clip để chúng ta trở thành những thầy cô giáo thật tự tin và lôi cuốn trên bục giảng nhá. Cảm ơn các thầy cô, xin chào và hẹn gặp lại.